Hả chị? Bé sao? Còn bé đầu thì sao? Bé đầu thì thì một trong những cái ác mộng của Linh khi mà có thai đó là sợ mình vô bệnh viện quá trễ. Rồi lúc đó bác sĩ nói là không thể làm thuốc tê. Thì vì vậy đó là khi mà Linh bắt đầu đau á là họ cũng nói là tính theo bao nhiêu phút, hình như là 2-3 phút gì đó mình mới vô bệnh viện. Thì lúc đó là vô sớm, y tá nói là khi đau quá thì nói để mình làm thuốc tê. Thì lúc đó Linh cũng hơi sợ không biết là cái mức tối đa là như thế nào. Thì mình cứ thôi cứ nói lại đi. Thì đã bắt đầu làm cái thuốc tê, thì trong lúc đó đó bác sĩ nói là nằm yên. Thì mình tưởng nằm yên là mình cứ relax, bởi vì mình không có gồng lại đó. Thì khi mà đưa cái kim vào cái xương sống á thì đã rùng mình một cái. Thì khi mà mình rùng lên đó là bé bị giật mình, và sau đó thì bé đã có vàng trong bụng. Thì khi như vậy thì rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Tại vì trong bụng thì bé cũng đang nuốt đúng là cái phân xu của con luôn. Chính xác, nó đang nuốt. Thì bác sĩ mới nói vậy bây giờ là rất là nguy hiểm. Thì chỉ cho bé thêm vài tiếng, nếu mà bé không ra thì buộc phải đi mổ. Xin chào các bạn, tôi là Thái Văn Linh, là người mẹ, trước tiên là người mẹ và sau đó là mình là doanh nhân, nhà đầu tư, nhà cố vấn và rất thích ăn sô cô la. Em rất là thích cái chia sẻ của chị với quý vị khán giả. Trước tiên tôi là một người mẹ. Nhà chị mấy bé? 2 bé, 5 tuổi và 1 tuổi. Ồ, cũng mới à. Cái ngày đầu tiên mà mình biết tin mà mình có thai đó chị là cách đây 6 năm. Cũng khoảng tầm đó. Rồi lần thứ 2 là cách đây tầm khoảng 2 năm. Yes. Giờ chị muốn chia sẻ cái cảm xúc chấn động của lần thứ nhất hay lần thứ 2 khi mình biết tin mang thai? Lần thứ nhất thì rất là ngạc nhiên. Lúc đó là 2 vợ chồng nói là ok mình muốn, là mình đã thả lỏng. Thì khoảng 2 tháng, 3 tháng sau là đã có thai, thì rất là vui mà cũng rất là ngạc nhiên, tại vì cũng không có nghĩ là mình sẽ có thai dễ như vậy. Cái dấu hiệu nào mà chị nhận ra là rồi sau 2 tháng là coi như mình chốt được theo công nghệ? Theo công nghệ, tại vì lúc đó dùng app mình theo là có kinh ngày nào, rồi sau đó mình mất kinh bao nhiêu ngày gì đó là theo rất là sát. Và mình có mua nguyên một loạt cái mấy cái que thử. Rồi khi mà có cái lần thứ nhì là rất vui, rồi mang ra cho ảnh thấy luôn. Đây 2 lần. Đây 2 lần. Quý vị ơi, một doanh nhân thì cũng mua 1 lần một loạt quý vị. Vẫn không có niềm tin với lại hãng que thử thai. Và chị chia sẻ với ông xã mình cái lúc đó như thế nào? Nói chung là Linh không có sáng tạo giống như là mình xem trên mạng người ta khác rất là sáng tạo. Linh chỉ mang ra nó đây 2 cây rồi sao? Không còn gạch nói 2 gạch nghĩa là gì? 2 gạch nghĩa là có thai rồi đó. Rồi ảnh cũng cười. Ảnh cũng hỏi câu đó hả chị? Anh cũng hỏi 2 vạch nghĩa là gì luôn đó thì anh đâu biết đâu. Không gì đây không, thực ra nam giới người ta cũng ngây thơ đó. Tôi đề nghị là các anh nam giới muốn có con, trước khi mà đi có vợ tiền thai sản là phải đi học một cái khóa đọc vạch thử que thử thai để tạo cái cảm giác mà gọi là vui vẻ cho cái người phụ nữ. Không, chị sẽ có yêu cầu khó hơn em. Sao? Đề nghị các anh trước đó đọc luôn những thông số thuộc về que thử rụng trứng nữa. Để làm chi? Để mình có một cái tiến trình nó hết sức là gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Rồi, nếu được đó là cho người nam có thai luôn đi. Nếu được đó là cho người nam có thai luôn đi. Cho nó dễ hơn. Tại sao phụ nữ phải là cái người phải mang? Tự nhiên tôi nhớ bà Thu Trang ghê. Ủa tại sao em phải đẻ mà không phải chồng em đẻ? Đúng là đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ. Trời ơi, thì mình bị tức vậy thôi. Rồi hôm nay tới chị Linh thì thôi, nam giới mang thai luôn đi. Cái quá trình mình mang thai nó như thế nào chị? Chị dưỡng em bé như thế nào? Ôi nó mệt. Từ đêm đó là biết có thai. Thì qua 1-2 ngày sau là bắt đầu nhợn. Và nhợn suốt cả 9 tháng rưỡi 10 tháng luôn. Cái buổi ăn ngon nhất là trong nhà thương cái ngày sau đó. Là mình ăn cực kỳ ngon. Tức là sinh ra xong cái bữa ăn đầu tiên của đúng rồi là bữa ăn ngon nhất trong một khoảng thời gian cả năm như vậy. Chính xác. Ăn không được rồi sau đó nó đói, phải không? Thì các bạn cũng biết nó đói giống như là mình chưa ăn trong 3 tháng thì nó đau rồi nó đói rồi mình mệt thì mình không thể đi đâu. Nó đau rồi nó đói rồi mình mệt thì mình không thể đi đâu. Chị, nó ảnh hưởng nhiều đến công việc của chị với cái thể trạng như vậy không? Cực kỳ. Tại lúc đó là mình cũng vừa mới khởi nghiệp cái công ty và xem màn hình thì mình chóng mặt. Thì mình không thể làm việc, mình chỉ làm nửa tiếng mình phải dừng. Rồi sau đó đổi qua điện thoại thì cũng vậy. Nhưng mà ông xã của chị là có hiểu những cái vấn đề đó của chị không? Thì mình cũng cố gắng giải thích. Nhưng sau khi sanh thì mới nói cho ảnh là 10 tháng vừa rồi là 10 tháng khó khăn nhất trong cuộc sống của mình. Thì lúc đó nói cái câu đó thì ảnh mới biết là nó khó như thế nào. Tại vì lúc đó Linh làm ở ngân hàng tài chính ở bên New York. Lúc đó là mình cũng làm suốt 7 ngày không có nghỉ 1 ngày. Và trong lúc đó là 9 giờ sáng tới khoảng 12 giờ khuya mình mới về. Và làm như vậy cho khoảng tầm 1 năm. Mà trong cái giai đoạn đó cũng không khó bằng cái giai đoạn có thai. Tức là cái khó khăn của chị nó chỉ là xoay quanh cái việc là mắc ói chứ nó không ra. Em ơi, thà là ói nha em, ói cho nó hết. Khó chịu ha. Mọi người ơi, mọi người hiểu cảm giác say xe không? Cảm giác say xe mà cái đoạn ói được rồi là coi YouTube đơn rồi, không còn nói gì cái đoạn. Đúng rồi. Trời ơi, không biết phải tả làm sao. Đúng rồi, khó chịu thiệt, 10 tháng trời. Và có một giai đoạn là nước miếng, tại vì mình nhận cái nước miếng nó phát sinh khá nhiều. Thì mình phải nhổ nước miếng, tại vì nước vô thì nó còn càng nhẫn hơn. Thì mình phải cầm cái chai nước, cái chai nước không á, rồi mình cứ để lên rồi nhẹ nhiều nước miếng. Thì mỗi 2-3 giây là cứ phải đưa lên nhiều nước miếng, thì sau 1 tiếng là nhổ được bao nhiêu nè. Cái hình ảnh đó mà nếu như với một cái người mà chỉ có ở nhà chăm thai á, nó khác, nó rất khác với một nữ doanh nhân mà cầm theo cái chai đi ngồi nước miếng. Đúng rồi, mọi người có hình dung được cái tạo hình đó không? Chị, cái bạn thứ hai có bắt mẹ nhợn như vậy không? Không, mẹ thứ hai thì ok. Mẹ thứ hai thì vấn đề khác nữa là lúc đó đó thì mình ăn cũng vừa ok, không có quá bình thường nhưng cũng ăn ok. Thì vấn đề dẫn đến là tới gần tới khoảng tầm tháng 7, tháng 8 là bác sĩ nói là bị quá lớn. Quá lớn thì cũng phải nói chung là phải ra sớm. Thì cũng có dẫn đến những cái vấn đề khác nữa. Lúc 37 tuổi thì bác sĩ nói là nên sanh ngay lúc này, tại 37 là cũng an toàn rồi. Nếu mà chờ lâu quá thì sợ cái vai nó quá to, nó sẽ không có ra bình thường được. Thì có một vài cách mà bác sĩ có thể làm để khiến thai ra sớm mà không dùng thuốc. Thì một trong những cách là bác sĩ sẽ lấy ngón tay để chọc vào, để quẹt một cái, đúng rồi, để tách cái bào thai từ cái tử cung. Thì khi mà cái đó nó tách ra thì cái cơ thể nó sẽ tự động cho bé ra. Thì bác sĩ đã làm cái việc đó rồi nói ok, xong trong vòng 24 tới 48 tiếng là bé mình sẽ bắt đầu đau. Thì lúc đó thì Linh Minh Sinh, ông chồng bên Việt Nam, ổng tính là ngày mốt mới qua. Thì Linh gọi điện thoại nói ok, xong thì bé trong vòng 24 tới 48. Thì ảnh nghe gì 24 tiếng thì anh không có lên máy bay kịp đâu. Bác sĩ nói 24 tới 48, thì có thể là 24 phải không? Thì nó 48 mà. Nó 48 mà. Tự mặc định luôn nha. Chị đầu tư chứng khoán riết rồi chị lấy kịch tròn luôn chứ mình không chọn cái kịch sàn hả chị? Ổng sợ quá, ổng bỏ liền, ổng nhảy lên máy bay thì cũng hên. Và ổng tới đó là sau đó là vô sinh luôn. Cái đó là bé sau hả chị? Bé sau. Còn bé đầu thì sao? Bé đầu thì thì một trong những cái ác mộng của Linh khi mà có thai đó là sợ mình vô bệnh viện quá trễ. Rồi lúc đó bác sĩ nói là không thể làm thuốc tê. Thì vì vậy đó là khi mà Linh bắt đầu đau á, là họ cũng nói là tính theo bao nhiêu phút, hình như là 2-3 phút gì đó mình mới vô bệnh viện. Thì lúc đó là vô sớm, y tá nói là khi đau quá thì nói để mình làm thuốc tê. Thì lúc đó Linh cũng hơi sợ, không biết là cái mức tối đa là như thế nào. Thì mình cứ nói đại đi. Thì đã bắt đầu làm cái thuốc tê. Thì trong lúc đó đó bác sĩ nói là nằm yên. Thì mình tưởng nằm yên là mình cứ relax, bởi vì mình không có gồng lại đó. Thì khi mà đưa cái kim vào cái xương sống á, thì đã rùng mình một cái. Thì khi mà mình rùng lên á, là bé bị giật mình. Và sau đó thì bé đã có vàng trong bụng. Thì khi như vậy thì rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Tại vì trong bụng thì bé cũng đang nuốt cái đúng là cái phân xu của con luôn á. Chính xác, nó đang nuốt. Thì bác sĩ mới nói vậy bây giờ là rất là nguy hiểm. Thì chỉ cho bé thêm vài tiếng, nếu mà bé không ra thì buộc phải đi mổ. Thì nó cũng rất là căng cho một vài tiếng. Thì sau đó quyết định là phải chích thuốc thêm để cho cái cơ thể bắt đầu đẩy nó ra thêm. Thì vừa thuốc, hai cô y tế cũng phải đẩy xuống ở đây để cho nó ra luôn. Thì cũng hơi căng. Hơi căng thôi nhưng mà vẫn suôn sẻ ha chị. Vẫn suôn sẻ. Thế thì lúc mà con mà ra khỏi người của mình rồi á, thì cái tác động đó nó có bị thái quá không? Không, có bác sĩ bé vô thì phải hút ra, họ lấy cái máy. Có nghĩa là con cũng đã, cái bụng con đã nuốt rồi. Nuốt rồi thì họ phải lấy cái máy để cái ống hút vào cái bao tử của nó để hút ra. Hút ra để chắc chắn là cái độc đã ra hết rồi. Em biết là mọi sự so sánh nó đều khập khiễng. Mà em hỏi thì chị, cái cảm giác hồi hộp của cái khoảnh khắc mà mình đợi con ra đó so với cái khoảng thời gian hồi hộp để chốt được một hợp đồng lớn. Trời ơi chị, tôi nhà xuất sắc quá. Cái hợp đồng á là khi lúc mình còn rất trẻ, thì những cái cảm xúc của mình thì cũng không có quá kiểm soát được. Thì nó rất là hồi hộp, nhưng lúc đó là mình có sếp. tại mình còn trẻ phải không? Nhưng còn trẻ mình có sếp rồi, có sếp của sếp thì mình biết là những người đó sẽ quản lý cho ok, mình chỉ ở đó để mình học hỏi thì cũng không có quá khẩn trương. Nhưng khi có thai đó thì lúc đó là mình thì nghe thấy ghê và nghĩ lại cũng thấy ghê, tại có bác sĩ y tá tùm lum, rồi ông chồng thì ông chồng mình thấy là máu mè tùm lum, mình cũng hơi ngại ngại. Ông chồng thấy những cái việc đó rồi sau đó là người ta cũng đang thục cái này thục cái kia rồi thì đó nó rất nhiều thứ đang xảy ra. Nhưng khi mà bé ra rồi họ để trên cái mông của mình thấy nó là mọi thứ là rất là ok, là tất cả những cái gì đã xảy ra trước đó là rất là đáng. Chị Linh đang rơm rớm nước mắt đó mọi người. Tại sao mình hỏi chị như vậy? Không phải vì chị đơn giản là một doanh nhân, nhưng mà mình cũng có lợi dụng khách mời chút đỉnh từ cái đặc thù nghề nghiệp để chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi chỉ muốn chứng minh một chuyện thôi, đó là ông bà nó không có sai. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sau lưng chị là sếp, là đồng nghiệp, là rất là nhiều trong những dự án kinh doanh. Nhưng với chuyện làm mẹ thực ra là mình hết. Cho cái hành trình đau đẻ, sinh con, đón con, mọi sự hỗ trợ bên ngoài về mặt y khoa thì là hỗ trợ, nhưng mà không ai làm thay mình được cái đoạn này. Kỳ diệu đúng không chị? Đúng rồi, tại vì trong lúc có thai bác sĩ cũng nói là nếu mà nhợn quá thì cũng có thuốc để cho mình uống để cho giảm bớt cái nhợn. Như Linh nghĩ là chỉ là 9 tháng mình nên cố gắng, tại vì mình uống thuốc không tốt cho bé. Thì cũng có nhiều thứ mình có thể làm để giảm bớt cái sự khó khăn khó chịu đó, nhưng mình cũng rất là cố gắng bởi vì mình muốn là bé cho sức khỏe cho nó tốt. Thì đúng khi Linh nói về khởi nghiệp thì nó cũng rất là khó, rất là Linh kêu bằng nó đau và nó đáng. Thì với bé thì chắc chắn là nó cực kỳ đau, nhưng nó cực kỳ đáng. Lần đầu tiên mà mình cho con bú cái dòng sữa của mình thì cái cảm giác đó của chị nó ra làm sao? Cái quy trình để dạy bé bú thì cũng là một cái thử thách lớn nữa. Giống như là Linh làm kinh doanh là rất là ok, nhưng làm người mẹ là rất là dốt. Chị ơi, bà mẹ nào ở đứa đầu cũng là lớp vỡ lòng hết chị. Bé thì tại vì nó bị cái vấn đề với cái phần chính xác, bởi vì nó đã bị những cái việc đó thì nó yếu và nó mệt thì nó ngủ, nó không chịu thức, nó không chịu bú. Thì trong khoảng tầm 3 ngày đầu là tới giờ là mình phải đánh nó thức, đánh rồi để lấy nước, rồi cởi quần áo ra hết cho nó lạnh, rồi đó nó không chịu thức. Thì đưa vào thì nó cũng không chịu núp, tới đó thì mới bị vấn đề là mình quá nhiều sữa nhưng nó không ra, thì nó cứng lại, thì nghĩa bị nghẹn trước. Rồi sau đó nó giảm bớt bởi vì tại vì nó không có ra. Và lúc đó mình cũng không biết cách để bơm, nó đã mua sẵn cái máy bơm rồi. Nhưng không biết cái này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn nhớ là cái điều rất là quan trọng. Cái máy bơm á, cái điều quan trọng á là cái độ chụp. Đúng. Nó phải vừa với cái đầu. Chính xác. Đúng rồi. Chính xác. Và đừng có đoán là cái bầu ngực của mình nó quá lớn hay là quá nhỏ. Linh đã dự đoán, rồi sau đó đã bắt đầu mua nhiều size nhưng đã đi cái hướng size mua lớn hơn, không có mua nhỏ hơn. Rồi sau đó đúng rồi, và suốt cái thời gian với bé đầu là đã dùng cái size hoàn toàn sai. Rồi sau đó qua cái đứa thứ nhì thì mới ok mua thử, mua thêm nữa, rồi sau đó mới phát hiện ra là cái size gần như là nhỏ nhất là mới vừa. Mặc dù cái sữa của mình đã khá lớn lên rồi, nhưng cũng phải vẫn dùng cái size nhỏ. Cái sữa nó mới ra. Em sẽ gọi vốn chị bằng một cái dự án, đó là đo bầu ngực để bán máy hút sữa. Chính xác là cần đó. Cần đó. Chính xác, mình cần một cái lớp vậy, một cái khóa vậy đó, dạy các bà mẹ để cho bé bú vậy đó. Vậy thì cái lượng sữa mà dành cho bé đầu với cái sự trúc trắc như vậy đó thì nó có đảm bảo được lâu không chị? Không có nhiều, cũng cố gắng cho 6 tháng. Nhưng mỗi lần bơm ra là khoảng tầm bao nhiêu, 2-3 mi à. Thế là chị có bị stress về vấn đề đó? Cực kỳ stress ngay lúc đầu. Là mình cũng khóc, rồi mình cũng cố gắng. Khóc xong rồi mình lên bơm không ra thì mình trở lại khóc. Lúc đó thì ai hỗ trợ chị trong cái việc mà vừa chăm chị và vừa chăm em bé? Cái này cũng là một cái sai lầm. Linh tưởng là khi mình đang có thai, đọc nhiều thứ nói là mình nên có người giúp việc, người giúp mà chuyên cho trong có thai trong 30 ngày đầu. Rồi sau đó có chồng, rồi có mẹ, rồi ai cũng ở đó sẵn sàng để giúp. Nhưng như chị đã nói, đâu ai giúp được. Sữa là trong cơ thể của mình cũng phải 2 tiếng cũng phải thức. Mình không thể nói là các bạn giữ đi rồi tôi đi ngủ ha. Không có. Em tính hỏi về vấn đề là chị có bị cái dấu hiệu trầm cảm hay không, nhưng mà em nghĩ là với cái người phụ nữ mà mạnh mẽ như chị á, em đang kỳ vọng là chị Linh kiểm soát những vấn đề đó rất, nó tốt. Lúc đó Linh cũng kỳ vọng như vậy nhưng rất là sai lầm nữa. Lan sai rồi quý vị ạ. Ngay lúc mình đang có thai là khi mà cái hormone bắt đầu tăng trưởng lên trong cơ thể thì mình đã rất là tức giận. Có nhiều người họ buồn đi ha, nhưng với Linh nó phát sinh cái cách là mình tức giận thì làm việc với Linh cũng hơi khó. Và sau khi sanh á, còn hơn nữa là mình vừa tức giận mà vừa buồn, thì có lúc mình khóc, có lúc mình giận lên. Và cái thời gian mà mình bình thường á, thì cũng cảm thấy là như không luôn. Và tới khi mà khoảng tầm 6 tháng sau khi mình cho bé dừng bú thì nó mới bắt đầu từ từ bình thường lại. Thì cũng khoảng 18 tháng sau mới thấy là mình thật sự vui vẻ lại. Thì bé đầu thì Linh cũng không biết cái gì khiến Linh tức giận là Linh tưởng đây là cái bình thường mới. Tại vì Linh không biết là nó sẽ hết, bởi vì nó kéo dài mười mấy tháng lượng. Thì mình tưởng là bác sĩ nói là ok sau 6 tháng mình dừng bú thì sẽ giảm bớt. Rồi mình chờ 7 tháng, 8 tháng nó không có giảm. Ôi chị Linh dùng cái từ đó là gọi là trạng thái bình thường mới đó quý vị. Linh tưởng đây là cái bình thường mới. Linh tưởng đây là cái bình thường mới. Quý vị có nghe cái cụm từ này quen không? nhưng mà đúng á, có nghĩa là sẽ có nhiều mẹ bỉm sữa nghĩ rằng là chắc là có con thì nó là như vậy thôi. Cái nghĩa là vậy nào, họ trở nên cáu giận hơn, buồn hơn, bi quan hơn, khó chịu hơn sau khi mà họ sinh con. Nếu như một số người định nghĩa rằng không được, mình đang rất là bất thường rồi và đây là những cái dấu hiệu mà cần phải được xử lý, thì họ sẽ chia sẻ để được xử lý. Nhưng nó lại có một cái tình trạng thứ hai mà thực sự là rất nguy hiểm, đó là mọi người cho rằng là vậy là bình thường. Vậy là bình thường không phải vì họ không nhận ra cái họ bất thường nha, mà họ cho rằng là làm mẹ là được quạo á, làm mẹ là phải cực, làm mẹ là tự nhiên mình phải bận rộn. Chúng ta hay có một cái câu để phản ứng lại với những cái góp ý xung quanh á, thì làm mẹ đi rồi biết. Thì làm mẹ đi rồi biết. Cái câu làm mẹ đi rồi biết là một trong những cái dấu hiệu tự thỏa hiệp và cho rằng đó là tình trạng bình thường mới của mình và chấp nhận luôn. Và khi chấp nhận luôn thì đâu có đi tìm cách giải quyết đâu. Đúng rồi. Ở đây em muốn hỏi là chị tự động để cho nó hết hay là chị cố gắng để dẹp bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đó? Bé đầu á thì bởi vì đã bắt đầu cố gắng có bé thứ nhì thì mới phải bắt đầu suy nghĩ về sức khỏe dần dần. Nhưng sau khi qua tới đứa thứ nhì mình biết đã bị cái vấn đề lần đầu rồi đấy, thì qua đứa thứ nhì á là đã cố ý đi tìm những cái cách để cho mình thay đổi cái tư duy thành nó tích cực hơn. Và đã tìm được đúng không chị? Đã tìm được. Ví dụ một cái cách mà chị có thể chia sẻ. Và Linh rất muốn chia sẻ với cái này tại vì Linh thấy nó rất là giúp ích cho Linh. Thì trong lúc mà đang muốn có thai lần thứ nhì rất là khó, mình đã thử gần 12 tháng là chưa có thai. Thì lúc đó cũng đang định bỏ cuộc, rồi sau đó tình cờ gặp một người đối tác trong công việc, rồi bạn ấy cũng chia sẻ nói là đã đi rất nhiều bác sĩ và tất cả bác sĩ nói đều là cô ấy không có con, thì vì vậy cô đã sinh con nuôi. Rồi sau đó thêm vài năm thấy là cũng còn muốn tự sanh thì đã nghiên cứu thêm, tìm được cuốn sách, và cuốn sách này dạy rằng mình nên phải phối hợp Đông và Tây y. Tại vì nếu mà mình chỉ làm Tây thì họ chỉ muốn làm phẫu thuật, rồi làm về Đông thì nó nghiêng về thuốc bắc hơn. Thì nếu mình phối hợp cả hai thì mình sẽ tăng cái sức khỏe của cơ thể và tăng trưởng cái khả năng để mình thụ thai. Thì Linh đã làm theo, áp dụng theo và nó rốt cuộc là đã được. Nhưng những cái thiếu là nhiều người nói là mình không nên bị stress nếu mình muốn có thai. Thì Linh đã tìm được công việc mà Linh cảm thấy là nó ổn. Rồi sau 2 năm vẫn chưa có thai thì Linh nghĩ có một cơ hội mới để qua công việc mới, họ đòi hỏi rất là nhiều. Thì Linh nghĩ ok, đây là cái cơ hội rất tốt, mình nên làm thử, và nếu mà không có thai thì thôi mình chấp nhận là chỉ có một đứa cũng ok rồi, mình chấp nhận cái việc đó. Thì thôi mình nghĩ việc cái bên ổn định, qua bên cái kia rất là stress. Trong 3 tháng đầu là Linh làm, tại vì Linh là người đầu tiên trong cái nhóm này đang tuyển, thì trong lúc mình đang tuyển thì mình phải tự làm hết. Thì mình làm từ 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya hàng ngày đó cho 3 tháng đầu, rồi sau đó có thai, rồi sau đó có thai. Tự nhiên mình tập trung vào một việc khác, mình không quá căng thẳng với cái câu chuyện thụ thai, cái tự nhiên thì nó sẽ coi như là mượt mà, thì nó mở cửa nó đón con tới thôi. Chứ sao? Thật ra em nghĩ là từ cái chia sẻ của chị Linh đó thì thôi em sẽ không suy nghĩ nhiều về việc là bằng mọi giá mình phải giàu nữa. Cái tự nhiên một ngày cái nó giàu bất thình lình. Chỉ tập trung vô lao động chăm chỉ thôi, đúng không chị? Xong cái tự nhiên cái giàu cái tự tới. Đúng rồi. Bây giờ nè, có một cái vấn đề mà rất là quan trọng mà cả hai chị em đều rất là muốn hỏi chị. là vấn đề bút lịch. Chị Linh không hiểu chị có hiểu chữ thuật ngữ bút lịch của tụi em không? Không. Dạ, bút lịch đó là một sự hẹn hò sau một khoảng thời gian mà vợ chồng xa cách vì việc sinh con á chị. Bút lịch đó. Hiểu rồi. Thì cái này cũng hơi sợ ha, tại vì nhiều thứ đã xảy ra dưới đó. Trong lúc mà Linh sanh á thì cái đầu cô bé cũng hơi to, thì cũng phải cắt tầng sinh môn, đúng rồi. Thì phải cắt cả hai đứa cả hai bạn luôn, cả hai bạn. Không biết lúc nào sẽ lành, thì cũng phải chờ một vài tháng. Có lịch á thì cũng phải chờ ít nhất là 3-4 tháng, chứ không có. Nhưng mà ai là người chủ động thì phải cho anh ấy chứ. Nếu mà cho Linh thì chắc nhiều hơn, tại vì sợ đau lắm, ám ảnh những cơn đau. Đúng rồi, thì phải mình không biết là nó đã lành hay chưa. Yeah. Thì nếu mà mình thử sớm quá thì nó lỡ rồi. Đúng rồi. Vậy thì người đàn ông của chị, theo chị đánh giá, ảnh có hiểu cái nỗi sợ đó của chị không? Sợ đau quá. Linh cũng không có giải thích chi tiết như vậy, thì cũng nói là chưa sẵn sàng. Thì anh cũng chờ. Chị từ chối bao nhiêu lần thì chị mới cho. Anh ấy cũng tốt lắm, thì cứ thử một lần rồi sau đó là chờ tới khi mà tôi nói ok. Các bước rất là nhịp nhàng và khoa học nha. Bước 1 đâu ra đó, gửi lời mời, soạn thảo hợp đồng, tra hợp đồng, ký giấy, rồi sau đó mới ký chính thức, lên lịch, rồi sau đó đặt giờ đó. Chị, thế thì cái hành trình có bầu nè, hành trình chăm bầu, rồi hành trình sanh con, hành trình nuôi con, chị nhận định nó như thế nào? Thật sự chị chỉ có cái từ là đau. Nó khó và nó khổ nhiều cách, mà rốt cuộc nó cũng đáng. Khó hơn kinh doanh không chị? Khó, cực kỳ khó hơn. Những người mẹ mà có nhiều hơn hai đứa, Linh rất là ngưỡng mộ, không biết làm thế nào. Những người mẹ mà có một đứa là cũng khá ngưỡng mộ rồi, nhưng nghe thấy bây giờ Linh có 2, mà tưởng tượng có 3, có 4 thôi, không biết như thế nào. Mà cái khó khăn là bởi vì Linh là người mà mình cảm thấy mình có thể tự kiểm soát. Nếu mình không biết cái gì thì mình cứ đi nghiên cứu, mình học, mình làm việc chăm chỉ, dần mình sẽ biết. Nhưng với làm người mẹ đó, cái khác biệt là cái hormone của mình nó sẽ thay đổi trong cơ thể, thì nó khiến mình là cái bộ não nó suy nghĩ một cách khác, những cái cảm xúc của mình cũng là phát hiện ra khác, thì nó rất là khó. Tại vì bản thân mình là một con người khác luôn rồi, thì làm thế nào để cho mình có thể thực hiện theo cái lộ trình mà mình thường làm, nó rất là khó. Khoảng tầm 4 năm sau mới cảm thấy là Linh rất là vui là người mẹ. Trước đây thì khi người ta hỏi tới thì Linh chỉ nghĩ thôi chưa ngủ đâu, nếu ngủ được 5 tiếng là vui, hoặc là cảm thấy là có lỗi. Tại vì Linh cũng đi làm và mỗi lần nghĩ tới bé là mình cảm thấy là rất là có lỗi. Nhưng bây giờ tới cũng 5 năm sau, vì bé lớn, nó lớn rồi, nó biết nhiều thứ rồi, và lúc đó thì Linh mới có thể dành thời gian mình tách ra là toàn ngày chủ nhật là chỉ chuyên về nó, không có tính về công việc, hoặc là gì đó mình thì nó biết, thì nó không có cảm thấy là mẹ đã bỏ lơ nó. Thì bây giờ mới thấy là ok, nhưng cái lộ trình nó cũng khá dài, nó cũng giống mình đi học đại học, phải không? Đại học 4 năm thì cũng cảm thấy là 4 năm vừa rồi đã học được nhiều thứ. Với cái câu chuyện ngày hôm nay á, em cảm thấy rất là đắt giá ở một cái chỗ thôi, đó là cái tinh thần làm mẹ của chị á. Em cảm thấy hết sức là gọi là sao ta, tâm đắc với cái sự khiêm nhu và cái sự thận trọng của chị. Hồi nãy có một câu chị nói trời ơi, lúc mà mới sinh con ra mình bị dốt á. Điều đó nó cho chúng ta thấy là dù bạn là ai đi chăng nữa thì thực ra khi đã quyết định nhận lấy cái vai trò làm cha mẹ, chúng ta phải rất là thận trọng. Chúng ta không có được chủ quan và cho rằng là cái gì mình cũng biết hết rồi, trong đó bao gồm cả cái việc sinh con thôi mà, tôi rành một đứa trẻ lắm cho nên tôi muốn nuôi dạy sao cũng được. Thực ra nó không phải như thế. Đúng rồi. Tất cả chúng ta đều là những cái chiếu mới chưa trải khi mà chúng ta sinh một đứa bé ra. Và bây giờ thì chúng ta đến với cái mục là mẹ bỉm nhắn gửi. Thì em không biết là chị có muốn nhắn gửi điều gì cho ai? Thì trước tiên Linh muốn rất cảm ơn chương trình đã mời Linh tham gia hôm nay. Và Linh thấy là có rất nhiều người nói về kinh doanh và ai cũng thấy là kinh doanh là một cái thứ mà rất khó để làm. Nhưng thật sự với Linh, kinh doanh là nó là rất dễ so với làm người mẹ. Thì Linh nghĩ là những cái chương trình như vậy là rất là hữu ích cho các bạn mà đang suy nghĩ muốn có con, hoặc là các bạn mà đang có con mà mình đang có những cái khó khăn mà người ta nhìn vào họ không biết là mình có những cái đó, và tất cả những người mẹ chúng ta đã biết cái nỗi đau nó như thế nào. thì Linh cũng muốn chúc các người mẹ và các người mẹ trong tương lai nhiều cái may mắn và cứ tiếp tục cố gắng, tại vì mình sẽ thành công trong một ngày nào đó. Linh cũng đang trong cái lộ trình đó, Linh chưa biết là ngày nào, hy vọng là trong 18 năm tới ít nhất phải không cũng phải đạt được. Chúc các bạn nhiều thành công và nhiều yêu thương của đứa bé.